cánh trên để dắt Vuri vào được không thành công. Vuri bắt đầu lao vào, bảo sức thép được bật rồng dành cho Viking. Họ có được rồng nhưng họ mất một cái giáp thiên thần. Imo có được điểm hạ gục Sogon thì thấp máu. Viking có được rồng nhưng họ mất quá nhiều người và Vuri bị hất tung và ta cũng gục ngã. Double kill, ba mạng dành cho Gabi Sport. Cú dịch chuyển vào thẳng căn cứ của đối phương. Lại là lao vào tìm kiếm Kuma Yuzi. Kuma vẫn Genji lên ngôi vô địch. Sẽ giúp cho anh ta thấy được trước khoảng chừng 5 giây khi mà Levi tiếp cận khu vực cánh trên này. Nhưng thấy là một chuyện chống một pha băng trụ bởi Kiaia và Levi lại là một câu chuyện khác. Levi bắt đầu tiếp cận. Nào này tăng tốc độ xét. Anh ta đã bị dính trói và ta nằm xuống với chiến công đầu cho Kiaia. Đó, họ có thông tin thì đúng là họ có thật. Nhưng mà Levi đứng ở bụi cỏ. Trong khi đó thì Kiaia với chiến công đầu, hai cuốn sách cũ là thứ mà anh chàng này sử dụng. Tức là anh chàng này đang muốn tối ưu hóa cái lượng sát thương dựa trên cái bộ combo của mình để kích hoạt sốc điện. Nanaue đang bây giờ rơi vào trạng thái khó. Anh ta đã bị dính giữa hai thế giới. Anh ta bắt một cú tốc biến nhưng Levi vẫn đang tiếp cận. Nanaue bị làm chậm. Cú trói không thành công nhưng khép góc. Hai mạng cho Gabi Sport. Và các bạn hãy xem lại một lần nữa, tại vì pha đó Viking cũng biết nhưng vẫn bị hạ gục. Viking biết, chúng ta biết. Và câu chuyện nó vẫn là kết quả vẫn là một mà thôi. Hai cái sốc điện của Gabi Sport với một con Kennen không có nhiều sức chống chịu nào nè. Anh ta cũng đã có một pha tốc biến không thực sự tối ưu trong pha vừa rồi khi anh ta vẫn bị dính cú làm chậm bởi chiều cuối của Kiaia trước khi anh ta kịp tốc biến đi. Và điều đấy khiến cho anh ta lên bản lần thứ hai với mạng dành cho Levi. Đang là những nỗ lực tới từ Viego của Guri trong việc giữ lại những con sâu hư không dành cho Viking Esports. Và anh ta đã giữ được một sâu. Hơi khó nha, tại vì lượng sát thương đến từ bộ đôi của Gam là cực kỳ nhiều. Levi cũng đã có chiêu cuối, ta thả chiêu cuối của mình ra. Nhưng Elio vào hơi chậm, anh ta bị phản công ngược lại. Viking tìm kiếm điểm hạ gục của mình và họ có được nó. Vuri đổi sát combo nhưng ta đang bị hạ gục luôn. Mỗi bên một mạng, bia tốc biến rút lui. Gam trang lên thêm một nhịp nữa nhưng không tìm được mục tiêu tiếp theo. Nhưng ít nhất là một tình huống phản công được đánh giá là ổn dành cho Viking Sport. Họ thiếu người ở khu vực này nhưng họ cũng đã... Và đây đang là một tình huống bùa xanh nó hồi máu lại. Imo quyết định ở lại để tiếp tục giao tranh. Guri là người bị giữ chân lại, cung ánh sáng bắn tới. Và Guri không kịp u ở gì cả, xung quanh cũng đang phải chạy. Những Easy Love lao theo, những phát đánh thường thì không cần phải lo là trúng hay không. Anh ta đánh thường gục ngã Sogon, điểm hạ gục thứ 5 đã có cho Gam. Tuyệt vời, họ đã có thêm hai điểm hạ gục nữa, đó là Gam Esports. Với một tình huống mà bên phía của Viking họ lợi thế về chiêu cuối của Guri. Nhưng ngay lập tức thì Guri nằm xuống và không kịp sử dụng solo kill được trên. Còn đường trên lại có solo kill rồi. Đây... Có lại thêm khó dành cho bên phía của Viking. Và ở khu vực đứng giữa thì KT vẫn đang phám ổn, nhưng khu vực đứng trên thì sao? Nanaue tiếp tục dính giữa hai thế giới và anh ta mất máu rất nhiều rồi. Một pha solo kill trước đó trên Kia đang cực kỳ tự tin, lượng sát thương mà Aura gây ra. Tôi có cảm giác rằng Aura là vị tướng sẽ tốt hơn trong những kèo đối đầu 1-1 bởi vì sát thương đơn mục tiêu của nó tốt. Kennen thì được một cái là cái chiêu cuối diện rộng thôi. Để xem nào, đường dưới có đánh nhau. Elio đang tự tin lao lên, anh ta vẫn còn tốc biến, khép góc Sogon. Easy Love chưa gây được nhiều sát thương lắm. Có một pha dịch chuyển cùng ánh sáng nhưng vẫn bị giữ chân lại. Easy Love hết tốc biến, Easy Love kẹt lại và Nanaue là người sẽ có mạng hạ gục. Vậy thì đường trên thì sao? Đường trên thì Aura của Kiaia đang đẩy liên tục, sẽ là một lớp kiên trụ cực tốt nha. Bạn phải đối mặt với một con Zeke đã ra khu vực đường giữa nãy giờ là cũng hơn 10 phút rồi. Mà trụ một đường giữa của Gam vẫn còn cái lượng máu tôi nghĩ rằng rất là tốt để có thể phòng ngự. Cho nên là, và đặc biệt là họ không bị mất sứ giả đúng không? Cho nên là cái trụ của họ còn y nguyên là như vậy. Bây giờ Viking đang rất muốn lấy cái trụ này. Easy Love là người bị làm choáng, là siêu bom địa ngục khiến cho xạ thủ của Gam gục ngã. Nane cũng lui ra được. Elio, anh ta không thể nào cứu được một Easy Love đứng một mình. Nhưng Emo lao tới bắn vào Guri chưa đủ sát thương. Viking vẫn có trụ. Wow, đó là một sai lầm đến từ Easy Love ở khu vực đứng giữa khi anh ta không có đủ khả năng để thoát chạy. Vì anh ta muốn mang theo dịch chuyển để đánh của Vizic nên anh ta không có thanh tẩy. Và khi không có thanh tẩy thì một pha dịch chuyển của học lỗi thôi đồng nghĩa với việc anh ta sẽ phải lên bảng. Đây là một pha Baron nhưng Guri đang ở trạng thái máu khá yếu. Đội hình bên phía Gam Esports có thể dùng dịch chuyển của Kiaia để tập trung 4 người tại đây. Gam biết chưa? Gam hình như là đang ngờ ngỡ thôi, bắt đầu di chuyển vào, họ chưa côn dịch chuyển của Kiaia. Kia đang đi bộ về, Guri cực kỳ thấp máu nha. Elio đang đi thẳng vào, đã lấy thông tin là tập combo 2-3 người ở trong hàng Baron. Và Baron dành cho Sogon, nhưng ta cũng phải gục ngã KT Land phía trên. Bị Imo bắn, double kill cho Levi. Bảo sấm sét bị vô hiệu hóa hơi trễ một tí thì phải. Triple kill cho Levi. Và Gam đã có một pha giao tranh thắng lợi nhưng Sogon là người ăn Baron. Dịch chuyển đứng giữa đến từ Easy Love. Nếu như là Easy Love anh ta lấy được cái trụ này thì Gam sẽ là người có lợi thế hơn sau tình huống phía của Viking. Nhưng độ kiên nhẫn của rồng nó không còn nhiều nữa. Nó liên tục được giữ lại bởi những cái cây của Levi. Đã hết kiên nhẫn, đã quay trở về với hàng của mình. Nào đây chưa tiếp cận được, Imo đang là người đổi ca cho Kia để ngăn chặn đối phương. Siêu bom địa ngục đã ném vào, không có nhiều sát thương lắm nhưng cũng văng miệng trúng vào Levi. Lượng máu khá thấp, Viking chưa tiến vào được.
Guri đang vận W của mình. Nana cố gắng tiếp cận phía này dưới thế giới được kích hoạt. Levi cũng xả chiêu cuối. Mỗi bên mất một người. Easy Love có khoảng trống. Gam thắng lợi hoàn toàn trong pha giao tranh và có cả linh hồn trong lửa. Dịch chuyển bỏ chạy đến từ KT nhưng anh ta cũng không thoát khỏi những tình huống pha bắn thần bí đấy thì Easy Love đã giỏi. Trước khi Kiaya nằm xuống, anh ta kịp đưa ra một cú chiêu cuối. Bốn người và bốn người của Viking Sport bị kẹt lại trong đó, đã không có đường để thoái lùi. Chỉ có duy nhất Danoe là người không tham chiến ở cái vùng tròn của Aurora, là anh ta chạy được mà thôi. Một pha combo combo đến từ Gabi Sport với ba cú chiêu cuối cánh trên của họ và linh hồn rồng có, đó là dấu chấm hết cho Viking trong pha tranh vừa rồi. Và cái chiêu cuối của Aurora kết hợp với chiêu cuối của con Zera nó ác quỷ thực sự luôn. Nhốt lại xong nó hất tung lên nữa. Rất nhiều thành viên đến từ bên phía của Viking họ chịu sát thương và không có bất cứ một cái đường nào để có thể rút khỏi cái giữa hai thế giới đó. Và Nanoe sử dụng chiêu cuối thì ngay họ phải ở gần con rồng để mà có thể cạnh tranh thì họ không thể nào chạy được. Pha này thì Nanoe biết có về được hay không, hôm mai về rồi. Về sắp tới nhà rồi, cố gắng làm choáng. Nhưng mà Kiaya vẫn đủ khả năng câu kéo chung với lại Elio. Elio đứng đợi sẵn, hết đồng hồ, Nanoe nằm xuống. Một mạng bắt lẻ dành cho bên phía của Gami Sport. Và khu cánh trên thì Emo đủ cơ động với một cú nhanh như điện để thoát lui sau pha quay bắt đến từ BE và cả Guri lẫn cả KT nữa. Một chỗ BE bây giờ đang đi sâu vào rừng và có thể sẽ là một tình huống hai team gặp nhau. Gam định làm một cái bẫy, à, có chim mồi, ơ phải bẫy, không phải. Chim mồi hơi sâu. Bây giờ thì bên phía của Viking họ đang đẩy ngược lại ở đường giữa để xem Gam họ sẽ làm gì. Elio đã bị tấn công. Elio có một chấm máu, anh ta tốc biến đi. Guri đã sử dụng chiêu cuối nhưng trong khoảng thời gian này Gam chẳng thể nào có thể ăn Baron được. Nhập vai hơi lố à. Để xem Viking họ có muốn ép Baron hay không, bởi vì họ đang ở trong thế khó và họ đang hơn người. Thì xạ thủ của Gam có một cái dịch chuyển trên người nên là bên phía của Viking họ đang phải ép Baron ở pha thi đấu này để xem có đánh nhau hay không. Bắt buộc phải đánh, đang có pha dịch chuyển từ đường giữa ra của Emo. Nhưng mà áp lực đến từ Gam khiến cho Guri mất nhiều máu quá, lượng sát thương từ Levi quá nhiều. Viking cũng không ăn Baron được. Và với ngưỡng máu này thì Guri đúng là không thể chống chịu trong khu vực 2 Baron được nữa. Và qua đó thì Gam Esports vẫn có thể câu giờ để sửa sai cho Islub thêm một lần nữa trong ván đấu này. Những cái chồi ở tầm xa nhất của Levi nó nhổ cực kỳ đau ở thời điểm hiện tại rồi. Và đó là cái bài toán mà bên phía của Viking chưa có lời giải được. Họ không lao vào được bởi vì những cái chồi này nó bắn đau quá và lao vào thì vẫn bị những cái hiệu khống chế đấy từ đối phương khống khá cự lại. Bây giờ để xem con rồng tiếp theo và Baron cùng chuẩn bị xuất hiện rồi. Ở thời điểm này thì bên phía của Gam họ muốn ăn Baron. Guri vẫn đang bận tấn công với Elio. Bia đang kêu ăn Baron nhưng họ giải quyết Elio trước. Một pha dịch chuyển từ nhà ra của KT. Elio đang lui về. Gam cũng nhận khá nhiều sát thương từ phía bên ngoài. Baron cũng nhổ họ khá đau. Nana đang tiếp cận từ phía cánh trên. Gam có tầm nhìn ở con đường của anh ta hay không? Gam có tầm nhìn. Và do đó Gam bắt buộc phải lui về, họ không thể đối mặt với con Kennen này. Góc di chuyển rất áp lực đến từ Kennen của Nanoe và đó cũng là một tình huống mà Elio lao vào và anh ta bị mất đi tương đối nhiều máu, bắt buộc phải dùng cú bất khuất. Sau đó thì anh ta đang phải... Nanoe bắt đầu tiếp cận, anh ta giật tung đội hình của Gam ở tuyến sau, bấm đồng hồ đợi đồng đội của mình tới. Viking đang tới nhưng cũng ánh sáng trả ngược lại, Nanoe đã nằm xuống. Còn Emo thì phía bên hông tiếp cận đội hình của Viking. Viking bị rụng đội hình rồi, Bia cũng gục ngã luôn, hai màn cho Gam Esports. Levi còn đúng một chấm máu nhưng tôi nghĩ là anh ta không cần phải sợ gì nữa. Để xem nào, Gam họ đang quyết định chuyển qua tấn công con Baron này. Con rồng ngàn tuổi chuẩn bị xuất hiện trên bản đồ. Đây là hai mục tiêu lớn ở trên bản đồ thì Gam. Họ có đủ thời gian để tấn công con Baron này. Trong đó thì Viking liệu họ có đủ thời gian ăn con rồng này hay không? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi hai người của Gam họ di chuyển ra khu vực hang rồng này. Và một bài toán được đặt ra đến cả hai team. Baron đã có, Kiaya đang tiếp cận khu vực hang rồng ngàn tuổi. Siêu âm địa ngục được trả ra. Guri trừng phạt được không? Anh ta trừng phạt được, anh ta chạy được. Sau bị dính cung ánh sáng KT kẹt lại. Bên phía của Viking sẽ giữ được con rồng ngàn tuổi của mình. Còn KT hơi bị khó để sống, anh ta đã gục ngã với xung điện cao thế. Rất căng thẳng và để xem lợi thế về người trong khoảng chừng 50 giây được bên phía của Gabi Sports họ tận dụng như thế nào. 50 giây đếm số của KT là một khoảng thời gian rất dài và Gabi Sports đang có bộ đội Baron, họ sẽ đẩy thẳng xuống khu đường dưới. Đợt đẩy đang được Kiaya đẩy vào trước, nhưng phần còn lại thì đang bị thiếu đi cái dịch chuyển của Emo. Và qua đó thì Viking Sports chưa đẩy mất quá nhiều công trình sau Baron và họ có thể dùng rồng ngàn tuổi để... Chắc là chọn rồng ngàn tuổi chứ mặc dù nó sẽ chậm hơn một tí. Rồng ngàn tuổi ngon hơn, tôi nghĩ là ngon hơn. Đúng rồi, tôi cũng nghĩ là rồng ngàn tuổi sẽ ngon hơn trong những tình huống mà có thể đẩy tới nhà chính của đối phương luôn. Để xem nào, Levi đang muốn tìm KT. Elio tiếp cận, tốc biến rồi, hấp vào tường. KT Levi đến kế bên, cung ánh sáng chặn đường. Và KT đã gục ngã. Tôi quên mất là KT đã mất đi cái tốc biến ở tình huống ăn rồng. Anh ta đã phải sử dụng tốc biến ở trong tình huống đó để có thể đối đầu lại với đối phương. Và đây là một nhịp mà Gam Esports họ tham minh được cái phép bổ trợ này. Easy Love. Anh ta đã cố gắng chạy một không hit nữa rồi. Và đó là mạng gục cho bài kia. Ôi đổi cái xác vị trí của em với Guri.
cái xác này nó rất là mỏng Guri à. Anh ta tính nhặt cái xác đó để lấy một cú tinh chuẩn của Học Trăng. Hai cái tốc biến đến từ bên phía của cả KT và cả Islub đều đã bị tận dụng bởi đối phương trong pha vừa rồi và lấy mà gục. Nhưng Guri với tình huống mà anh ta cướp hồn của Islub, anh ta cũng phải nằm chung và lợi thế về người dành cho Gam Esports. Họ đang đẩy thẳng vào khu đường trên. Quyết định đến từ phía Viking Esports là bỏ hẳn một đường lý siêu cấp, bởi vì họ không còn đủ người để phòng ngự được nữa. Gam thì khác, Gam có dư người, Gam có dư sát thương siêu âm địa ngục để phá lính, nhưng còn đúng một con xe mẫu nó không còn nữa. Bảo xâm xét được giật phía sau này là Bia lao tới, xung quanh cũng đang ném bom liên tục kia, da thấp máu lùi về. Anh ta nhào tới dừng dây thế giới nhưng đã bị hai cú bị sát thương đến từ Bia. Viking phòng dịch chuyển bọc sau đến từ KT bọc sau, nhưng liệu có ngăn chặn được ba thành viên của Gam hay không? Hai cú dịch chuyển, Gam đang phải đứng chung với nhau để tử thủ. KT đang tiến tới, Soga đang tiến tới, Nane đang tiến tới, nhưng ta không có bảo xâm xét. Anh ta lao và cố gắng làm choáng ba người. Viking tràn tới, họ tấn công vào Imo, vào Elio và họ dứt điểm được một người, nhưng họ cũng phải trả lại một mạng. Gam phòng ngự thành công, cú ánh sáng bắn, nó dứt điểm được Nananue. Wow. Và Gam họ đang ngàn lên, Soga thấp máu lắm rồi, nhưng là chấm dứt, mạng chấm dứt dành cho KT để xem là họ là một tấn công vào người Easy Love không ai để tấp biến về. Navy cũng đang có một chấm máu. Guri thấp máu siêu bom chạy tới Levi gục ngã. Tôi đang xem cái gì nữa đây, Guri vẫn xong, Islam không dứt điểm được. Nó cương không đủ. Và chúng ta đang thực sự được theo dõi liên hoàn những pha giao tranh. Sau một khoảng thời gian cả hai bên đánh kiểm soát tại các mục tiêu thì họ đang va vào nhau như là một tình huống mà có thể là kết thúc ban đấu đến từ Gam Esports vậy. Nhưng họ không thể kết thúc ban đấu trước sức phòng ngự của Viking Esports. Và cú dịch chuyển bọc sau đến từ Viking để tiếp tục giao tranh. Trong khi đó đồng đội của anh ta ở cánh dưới bản đồ. Với việc Viking Esports không còn áp lực từ dòng ngàn tuổi nữa thì Gam Esports đã dùng cái linh hồn rồng của mình để tấn công và có được trụ tốc biến vị trí của Levi à, đổi tốc biến với Nanoe. Rất hay. Tôi nghĩ là tốc biến cái nền sẽ là quan trọng và bây giờ Gam họ đang tận dụng cái lợi thế của mình để đẩy cao đường giữa này và sẽ có thêm một cái nhà lính ở đường giữa. Không cần macro gì nữa, Gam đi thẳng vào căn cứ của đối phương, lấy công trình. Họ đang hướng tới cái nhà lính vừa hồi lại ở khu vực cánh trên. Guri đang đứng cao chưa tiếp cận được Elio phòng ngự tốt. Bia từ phía sau lao tới nhưng Nanoe không còn tốc biến, liệu có tiếp cận được tiếng của Gam hay không? Elio bắt đầu mở. Izip lao thẳng lên bắn và ta ép được đồng hồ cát. Hết đồng hồ, cung ánh sáng bắn. Và điểm hạ cũng đã có cho Emo. Phía bên này nỗ lực bắn của KT. Liệu có đủ hai bạn cho KT? Cũng đang tiến tới. Double kill cho đường giữa của Viking. Guri thấp máu vẫn còn giáp thiên thần. Gam còn 3 người. Những quả bom của Sovereign chưa tìm được mục tiêu. Ta vừa đứt trúng. Emo lao lên tốc biến. Nhưng Sovereign cũng có tốc biến. Những phát bắn của Easy Love, cái trúng cái không gắn được W vào KT. Nhưng đường về của Gam đang bị Bia chặn. Guri cũng đang có ý định chặn lại. Những phát bắn thần bí cũng rất áp lực. Bia quyết định mở vào, không bắt được ai cả. Anh ta mất máu nhiều, siêu bom liên ngục đẩy tới. Nhưng sát thương trả lại từ Gam là cực kỳ cháy và họ dứt điểm được Bia. KT cũng phải tốc biến bỏ chạy, nhưng Gam cũng rút lui về. Gam họ rút lui thành công 3 người và Viking họ cũng còn 3 người ở trên bản đồ như vậy. Ui, cuối giang! Đó thành công đến từ Easy Love và đây là lợi thế quá lớn dành cho Gam Esports rồi. Họ hai sẽ về nhà. Hai đường lý siêu cấp và họ sẽ có Baron cùng với dòng ngàn tuổi luôn. Đúng vậy, họ sẽ nhắm tới hai mục tiêu lớn ở trên bản đồ, đó là Bullet Baron cùng với cả dòng ngàn tuổi. Bullet Baron sẽ xuất hiện trước và dòng ngàn tuổi sẽ xuất hiện sau. Viking phải ở nhà để phòng ngự. Rồng đang trong tầm kiểm soát của Gam. Guri giữ vị trí phía ngoài. Ôi, sát thương mà Levi nhận nhiều quá, anh ta bắt buộc phải lui ra rồi. Anh ta không thể nào đứng gần con rồng được nữa. Trong khi đó thì Kia-ya đang tạc phía cảnh. Viking biết họ bắt đầu chặn đường tiến của Kia-ya. Rồng còn khoảng chừng 8.000 máu. Đội hình của Viking tập trung lại ở phía cánh trên để dắt Guri vào khu vực cánh rồng. Guri bắt đầu lao vào, bảo sát thương được bật rồng dành cho Viking. Họ có được rồng nhưng họ mất một cái giáp thiên thần. Imo có được điểm hạ gục, Sogon thì thấp máu. Viking có được rồng nhưng họ mất quá nhiều người và Guri bị hất tung và ta cũng gục ngã. Double kill, 3 mạng dành cho Gam Esports. Cú dịch chuyển vào thẳng căn cứ của đối phương. Ở căn cứ của Viking không còn ai cả. Gam Esports vươn lên dẫn trước 1-0. Một tiêu giao tranh vô cùng hỗn loạn diễn ra và mặc dù là Nanoe đã là người có được dòng ngàn tuổi cho phía Viking Esports, nhưng cái góc đứng của họ lại một lần nữa đặt họ vào